Theo thông tin từ VOV, trang web của Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại San Francisco, Mỹ xác nhận, chiều ngày 9 tháng 10 theo giờ địa phương, một người không rõ danh tính đã lái xe lao thẳng vào sảnh làm thủ tục lãnh sự của cơ quan này, đe dọa nghiêm trọng đến an toàn tính mạng của nhân viên và người dân tại hiện trường, phá hoại nghiêm trọng cơ sở vật chất và tài sản của Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại San Francisco, tính chất cực kỳ tồi tệ. Người phát ngôn cơ quan này cho biết, nghi phạm hiện đã bị cảnh sát khống chế, đồng thời tuyên bố Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại San Francisco lên án nghiêm khắc vụ tấn công bạo lực này và bảo lưu quyền truy cứu trách nhiệm liên quan đến vụ việc. Cơ quan này cũng cho biết đã giao thiệp nghiêm khắc và yêu cầu phía Mỹ nhanh chóng điều tra, xử lý nghiêm vụ việc theo quy định của pháp luật, đồng thời hối thúc nước này thực hiện mọi biện pháp cần thiết đảm bảo an toàn cho nhân viên và cơ sở của Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại San Francisco. Được biết, San Francisco sẽ là nơi tổ chức hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC vào tháng tới. Nhiều dự đoán cho rằng lãnh đạo Trung Quốc và Mỹ có thể sẽ tổ chức cuộc gặp song phương tại hội nghị này.